Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục mình làm video để mình chia sẻ đến cho anh em một cái man bệnh trên cái dòng xe Vision của hãng Honda. Thì xe này đang có tình trạng là đi đường dài thì hay bị chết máy và khó nổ. Thì liên quan cái bệnh có liên quan của nó là buji bị chết dở ôm, có hiện tượng là chết buji. Buji thì đầu rất là đen. Mình cứ thay buji vào đi được khoảng độ nửa tháng hoặc đến một tháng lại chết buji, chết vài con rồi, buji đen xì. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái bàn bệnh về cái dòng xe này. Thì thực sự ra thì như anh các anh em làm nghề lâu năm cũng đã biết rồi, cái bàn bệnh mà cái buji mà nó đen xì đi có nghĩa là cái xe này đang bị bệnh hao xăng, ăn xăng nhiều. Ăn xăng nhiều thì dẫn đến là hay muội buji và hay chết buji. Đấy, thì thay buji mới vào để đi được khoảng độ thời gian để mình mà sửa được tận gốc cái ban bệnh của nó, thì mình phải cho cái chiếc xe này nó ăn xăng lại đúng theo tiêu chuẩn thì nó sẽ tự động hết được cái bệnh đó. Đấy, thì cái nguyên nhân trên dòng xe tay ga phun xăng điện tử mà nó bị hao xăng thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do các cái cảm biến báo sai này, thứ hai nữa là do cục điều khiển trung tâm có nghĩa là IC kém già. Đấy, tiếp theo nữa là cái hệ thống áp bơm xăng vượt quá chỉ tiêu, nghĩa là áp của nó từ 2,5 kg đến khoảng độ 3,2 kg thôi là bình thường, còn nếu mà nó vượt lên đến 4 kg, hơn 4 kg thì nó cũng dẫn đến bệnh hao xăng. Hoặc là cái kim phun mà nó bị mòn rồi, lỗ nó to rồi, nó mòn chạy mãi rồi thì nó đưa xăng nhiều vào động cơ thì cũng dẫn đến là bệnh hao xăng. Nói chung là có rất nhiều cái ban bệnh để dẫn đến hao xăng. Thì hôm nay mình sẽ giúp anh em kiểm tra xem là cái xe này nguyên nhân ở vị trí nào mà nó ăn xăng nhiều dẫn đến là nhanh chết buji. Thì việc đầu tiên, tôi bật chìa khóa lên. Nổ máy. Trước tiên thì tôi sẽ kiểm tra tất cả cái con cảm biến trên xe, xem có con cảm biến nào làm việc không tốt không. Xe này là xe Vision ESP, có nghĩa là Vision hệ thống đề từ đấy anh em ạ, đề mới đấy. Cái ga đăng ký nó hơi thấp, tôi phải cho ga đăng ký cao lên tí. Rất khó để garanti. Thì như các anh em tôi đã chia sẻ nhiều cái video rồi, thì anh em muốn mà kiểm tra được cái xe có làm việc tốt hay không, việc đầu tiên là anh em phải nổ garanti cho máy thật nóng lên, có nghĩa là nổ garanti tầm khoảng hơn 5 phút, có nghĩa là cái nhiệt độ máy này nó phải trên 60 độ thì anh em bắt đầu kiểm tra. Thì bây giờ là nhiệt độ của tôi là mới có 40 độ thôi, tôi chờ cho nhiệt độ nó lên trên 60 độ thì tôi sẽ tiến hành tôi kiểm tra. Thì như anh em đã thấy là nhiệt độ nó là lên đến 58 độ C rồi, có nghĩa là từ 60 độ C lên thì tôi bắt đầu kiểm tra. Thì qua cái cách kiểm tra này của tôi thì những anh em nào mà đang dùng máy MST hoặc là các cái máy EC Pro hoặc là Moto Scan thì anh em cũng theo cái cách của tôi mà anh em phân tích, thì cái máy đọc lỗi này thì nó chỉ có làm cái nhiệm vụ là đọc xóa lỗi, thì không nói làm gì rồi, đọc xóa lỗi thì là anh em làm thủ công cũng được. Còn nếu mà nó có nhiệm vụ là nó hiện cái thông số lên và anh em đọc cái thông số, anh em biết được cái vị trí nào cần phải kiểm tra, cần phải sửa chữa thì đó là nó sẽ hiện cái thông số số lên. Thì như anh em đã thấy này, dòng đầu tiên đó là nhiệt độ máy là 63 độ thì cái điện áp của nhiệt độ máy là đang là 1,4 V là bình thường đấy anh em này. Cái nhiệt độ máy này nó càng lên cao thì cái volt nó càng xuống thấp, lát nữa nó nổ lên tầm khoảng độ 80 độ đến 90 độ thì cái điện áp nó phải dưới 1 V thì mới là chuẩn. Thì đây tôi mình nhìn thấy là cái con cảm biến nhiệt độ động cơ là 66 độ và 1,3 V
Như thế là ok rồi này. Tiếp theo nó đến con cảm biến nhiệt độ khí nạp. Khí nạp thì trời hôm nay thì hơi ấm ấm lên rồi, 32 độ, điện áp 2,5V là chính xác rồi. Có nghĩa là con cảm biến nhiệt độ động cơ ok, con cảm biến nhiệt độ khí nạp cũng ok rồi. Đấy là hai con cảm biến này mà sai lệch thì cũng dẫn đến ăn xăng. Trường hợp này là ok rồi. Tôi lấy ra một ví dụ nổ máy nóng ran rồi, nhưng mà cái nhiệt độ máy này nó đơ đơ khoảng 40 độ thì là cảm biến báo sai. Nếu mà nó hỏng thì nó báo lỗi trên đồng hồ thì anh em sẽ sửa chữa. Còn nếu mà nó báo sai thì nó không báo lỗi đâu anh em ạ, anh em phải đọc thông số. Đấy, tôi lại như thế này là ok rồi, được hai con cảm biến rồi. Tiếp theo nữa là cái con cảm biến MAP thì xe này không có nên là nó đánh chữ N trên A. Góc mở bấm ga thì là 00 độ và cái điện áp không mở bấm ga khi không lên tay ga thì nó ở 4V 68 là chuẩn rồi. Tiếp theo là con cảm biến TP ok, không vấn đề gì. Vòng tua máy đạt chuẩn. Vòng tua máy của những dòng xe Honda thì là 1600 đến 1800. Bây giờ nó đang nhảy 1600, 1700 là ok chuẩn rồi. Thời gian phun. Đây, nó đang ở vị trí cái thời gian phun này là sai này anh em này. Anh em thấy cái thời gian phun sai rồi, để tôi tí tôi phân tích sau. Giờ tôi sẽ phân tích tiếp cái ắc quy và máy phát. Khi nổ máy lên hơn 14V là ok rồi. Cảm biến O2 thì cũng nhảy cũng đẹp. Đấy. Còn cái ECM tối ưu và cái hệ số môi trường này thì anh em cũng không cần phải chú ý đến. Giờ tôi sẽ phân tích cái thời gian phun. Thời gian phun 1,6. Đây là cái điểm này là điểm sai. Thời gian phun 2,6 đến 1,5. À 1,5 này anh em à. Tôi xin lỗi. Thời gian phun 1,5 là sai. Giờ tôi mà tắt máy đi, tôi giải thích cho anh em nghe cái thời gian phun 1,5 là sai, là nó sẽ bị hao xăng. Thì nó sai như thế nào thì anh em nghe mình phân tích nhau. Cái thời gian phun nhiên liệu trên những cái dòng xe Honda là tiêu chuẩn của nó là tầm khoảng độ, như xe Vision này thì là tầm khoảng độ từ 2,2 đến 2,6 mili giây thì mới là chuẩn. Xe này là đang 1,5 là chạy rất là tốn xăng. Vì sao? Bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em nghe này. Là mình sẽ phát hiện ra tất cả cái con cảm biến làm việc tốt rồi, không vấn đề gì. Còn mỗi cái áp bơm xăng và cái kim phun, trong hai cái này là nó có một cái vấn đề gì? Có vấn đề thì nó mới dẫn đến là cái thời gian phun nó xuống 1,5 là chạy rất là tốn xăng. Thì là cái kim phun này khi mà nó đưa xăng vào động cơ thì theo cái khái niệm đó anh em, không phải là nó đưa ít hay là đưa nhiều. Nó ví dụ như là nói mà đưa mà ít hay đưa nhiều là không phải, mà cái kim phun này nó đưa xăng vào động cơ là đưa theo cái thời gian. Ví dụ như mà thời gian mà nó mở lên khoảng độ 1 giây, cái thời gian mở lâu như thế thì xăng nó phải vào động cơ nhiều hơn. Còn thời gian nó mở ra có nửa giây thôi thì là xăng nó vào động cơ sẽ ít hơn. Đó là xăng vào động cơ là nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái thời gian đóng mở kim phun. Đấy. Thì là cái con IC cảm biến, khi tất cả cái cảm biến làm việc ok rồi thì cái con IC nó sẽ đứng ở giữa, nó rất là thông minh. Khi mà nó phát hiện tới chiếc xe của anh em bị thiếu xăng, kẹt kim phun chẳng hạn, hoặc áp bơm xăng yếu chẳng hạn, thì nó có nhiệm vụ nó phải mở, nó tự động nó điều chỉnh cái thời gian kim phun nó mở nhiều lên. Ví dụ như là 3,5. Đó là nó phải, vì nó biết là thiếu xăng, nó phải mở cái thời gian lâu hơn, dài hơn để cho xăng nó vào động cơ tốt hơn. Đấy. Còn nếu mà chiếc xe mà bị hao xăng, nó phát hiện thấy hao xăng, cảm biến làm việc tốt, phát hiện thấy hao xăng thì nó phải rút ngắn cái thời gian phun lại. Đấy. Thì xe này đang bị cái ban bệnh hao xăng, vì tôi nhìn thấy cái thời gian phun nó đang rút rất là ngắn, nó rút đến có 1,5 thôi, có nghĩa nó càng phải thu lại. Trong trường hợp nếu mà nó ăn quá nhiều lên nó sẽ không thu lại được nữa, thì là xe chạy sẽ không thể nổ được máy và rất là tốn xăng. Xe này trong trường hợp này là nó đang còn tối ưu được. Thì trong cái ban bệnh lần này á, anh em mà sử dụng đồng hồ đo, anh em không có máy đọc lỗi thì anh em kiểm tra nó hơi khó, vì lúc này anh em nhìn thấy con cảm biến oxy nó nhảy đang rất là đẹp. Đấy, có cái thời gian phun nó xuống rất là thấp, nó xuống có 1,5 thôi thì là ăn xăng. Đấy, tôi xin nói lại một lần nữa nhá, cho những anh em đang sử dụng mô tô scan hoặc là MST hoặc là LC Pro, anh em biết được cái thời gian phun là cái nguyên lý là như thế này này. IC là nó một người đứng ở giữa trung gian,
khi nó phát hiện cái xe bị thiếu xăng thì nó phải mở cái thời gian cao lên. Cao lên, tôi lấy ví dụ là cao lên tầm khoảng 3 đến 3,5. Nó mở lâu hơn để cái kim phun nó phun vào động cơ nhiều xăng hơn. Thì khi anh em thấy cái thời gian phun nó lên cao thì anh em biết là cái xe này đang bị thiếu xăng. Thiếu xăng nó phải IC nó mở cái thời gian phun lâu hơn. Còn nếu mà anh em nhìn thấy có 1,5 thôi thì là xe này nó đang bị tốn xăng. Vì IC nó biết là xe đang tốn xăng rồi thì nó phải đóng ngắt cái kim phun nó ngắn hơn. Ngắn hơn để nó tối ưu mà, IC nó tối ưu mà. Đấy, thì anh em chú ý. Còn cái những dòng xe Honda thì tiêu chuẩn của nó từ khoảng độ 2,2 đến 2,6. Thời gian phun 2,2 đến 2,6 là chuẩn. Đấy thì mình nói thế để anh em nào không hiểu thì cứ gọi điện thoại cho mình. Theo số máy là 0848 854 345. Mình sẽ tư vấn kỹ thuật cho anh em. Thì anh em thấy rồi, mình mở máy đọc nổi ra thì mình nhìn, mình đo các cái, mình nhìn thông số cảm biến ok rồi, chỉ còn một cái áp xăng và cái kim phun này thôi. Thì bây giờ mình sẽ đo áp xăng cho các anh em xem. Đây thì mình có ghim cái đồng hồ sẵn ở đây rồi, mình tắt cái khóa để mình bật lại này. Anh em nhìn thấy là đã 3 cân đây này, 0 cân này, 1 cân, 2 cân, 3 cân. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên xem bao nhiêu cân. Đấy, anh em nhìn thấy là 3 cân chuẩn. 3 cân chuẩn này thì áp bơm xăng như thế là cho phép rồi. Nếu áp nó mà căng quá, nó lên tới 4 ký cơ, 4 cân 4 ký thôi. Kia thì nó sẽ ép cái kim phun đậm xăng. Đằng này xăng cái thời gian cái áp bơm thì có 3 ký là đạt tiêu chuẩn rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi kiểm tra nốt cái kim phun xem nó như thế nào. Thì tôi sẽ mở cái đồng hồ đo áp bơm xăng này ra cho nó gọn. Để tôi thử thay cái bơm xăng vào xem, cái kim phun vào xem là tình hình thời gian phun nó có cải tiến hơn không. Thì tôi cũng xin nhắc lại, nó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến làm xăng. Nhưng mà một nguyên nhân này thì nó hơi, anh em dùng đồng hồ bản năng anh em kiểm tra thì anh em kiểm tra còn cảm biến oxy thì thực sự ra cũng hơi khó. Trên những cái kim phun mà chạy lâu năm rồi thì anh em cũng biết rồi, nó chạy lâu năm thì nó phải mòn, nước chảy ra đá phải mòn, mà xăng chảy thì kim phải mòn là điều chắc bình thường. Đây, tôi lấy cái kim phun này ra. Đấy, tôi để đây. Đây tôi có cái kim phun này của tôi là kim phun cũ thôi, nhưng mà đang chạy rất ngon. Nếu mà đúng bệnh thì tôi sẽ đi mua kim phun hãng. Anh em chú ý này, anh em chú ý, tôi sẽ có một cái lưu ý cho anh em. Cái đầu kim phun này này, trong này này, thì bây giờ là tôi quay bằng điện thoại thì anh em không thể nhìn thấy được. Anh em chú ý này, trên chỗ cái đầu kim phun này này là nó có cái sai, nó anh em nhìn kỹ, anh em nhìn thấy cái xe một khuôn khối 110 thì là chữ E. Còn đối với những dòng kim phun mà máy 125 thì nó là chữ G. Anh em phải lắp đúng cái mã thông số của nó nhá. Là cái kim phun này thì tôi khuyến cáo với anh em là nên dùng kim phun zin. Nếu anh em dùng kim phun lô thì chạy không ngon. Đấy thì có nó cái size của nó, ví dụ như máy 125 thì cái size của nó là size G. Còn đối với máy 110 thì size của nó là size E. Nó giống như thế là đôi dép phải có số đấy anh em ạ mới chạy được. Chứ không phải anh em cứ mua kim phun về anh em cắm cái jack điện vào vừa là anh em sử dụng. Thì như thế là cũng chạy được thôi, nhưng mà không đúng kỹ thuật nó sẽ dẫn đến tình trạng là một, ví dụ như cái kim phun size E này là có máy 110 thì anh em lắp vào kim phun máy xe 125 thì nó chạy là thiếu xăng, chạy không ngon. Còn đối với những cái dòng kim phun mà có trong xe 125 mà anh em lắp vào máy 110 thì chạy rất là khỏe nhưng mà tốn xăng. Anh em phải lưu ý, anh em làm đúng kỹ thuật. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em quay đến đây rồi thì anh em đăng ký kênh ủng hộ mình, là sau mình tiếp tục mình ra những cái video hay hơn. Rồi, mình tiến hành mình nổ máy xem tình hình như thế nào. Anh em thấy bây giờ là nó dễ nổ hơn Honda này anh em.
Đây, anh em thấy chưa? Anh em đã nhìn thấy cái thời gian phun bây giờ là đang là 2,2 đến 2,3. Như thế là tiêu chuẩn rồi. Đấy. Làm biến oxy thì cũng nhảy rất đẹp. Cái thời gian phun nó lên như thế này là đúng, đúng tiêu chuẩn. Thời gian phun là 2,3 mili giây. Đấy. Thì cái ban bệnh lần này là do cái kim phun này. Kim phun này nó chạy lâu rồi. Nó mòn. Nó mòn, nó cơ khí kim phun nó mòn rồi, nên là nó mòn nên là nó đưa xăng vào động cơ rất chi là nhiều. Nên là IC nó rút ngắn cái thời gian phun không đúng tiêu chuẩn. Thì cái nguồn ban bệnh mà chết buji liên tục chạy đường dài là chết buji. Buji đen đầu, thay buji nhanh hỏng là do cái kim phun này. Thì cái ban bệnh lần này thì nếu mà anh em không có máy đọc lỗi, anh em không biết cái thời gian phun đó, nó hơi khó. Đấy. Thì anh em nhưng tôi chỉ anh em nào mà chưa có máy đọc lỗi thì anh em xem cái video anh em ủng hộ. Còn anh em nào mà có máy đọc lỗi rồi thì anh em tham khảo. Đó, cái ban bệnh lần này là do cái kim phun này. Thì mình lưu ý đến cho anh em nhá. Anh em làm bất cứ cái gì anh em thay kim phun, anh em làm bất kể việc gì liên quan đến hệ thống điện áp y, anh em làm hơi là máy, thì mình vẫn xin nhấn mạnh là anh em phải nên cài đặt lại bộ hồng ga hoặc là cài đặt lại độ cao. Như cài đặt bộ hồng ga là chuẩn nhất. Còn anh em có máy đọc lỗi rồi thì anh em sẽ reset lại. Thì cái video lần này tôi xin kết thúc cái video ở đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những video hay hơn. Xin chào anh em.